tôi phải nói trước rồi. Năng lực mình tốt hơn. Và tôi đã thường xuyên nói cái điều đó và tôi bị mọi người gọi là nổi là như vậy. Nếu các bạn để ý thì buổi hôm nay cũng một phần tôi muốn nói với thế giới về cái điều đó. Tôi muốn nói với thế giới là người Việt Nam chúng tôi như vậy. Là trí tuệ, nếu bạn để ý kỹ bạn sẽ thấy tôi nói rằng AI của Apple tạo ra thì nó chỉ tốt lắm là bằng Apple. Nếu bạn có tốt hơn, bạn có thể là tốt hơn. Và thực tế là như vậy. Lại nói được chứ không phải cạnh tranh nhé. Sản phẩm của chúng tôi thấy tất nhiên chưa thể tốt hết tất cả, bởi chúng tôi mới chỉ phiên bản thứ hai về phone. Nhưng các bạn so sánh rất nhiều điều chúng tôi đã có thể hơn. Nhưng cái này tránh gây tranh cãi với các bạn cứ hỏi đúng không? Nhưng ở buổi hôm nay em nhìn thấy anh Quảng của nhiều năm trước rồi đấy. Còn có khoảng 2 năm vừa rồi là em thấy là tinh thần của anh Quảng có đau xuống. Nhưng hôm nay em nhìn thấy anh của nhiều năm về trước rồi. Chúc mừng anh ạ. Cảm ơn tinh thần là về tinh thần. Tức là anh có tinh thần của một trẻ. Anh có tinh thần của một thanh niên rồi đấy. Còn 2 năm trước là anh có tinh thần của một trung niên. Thực ra thì mình lúc nào cũng vậy. Nhưng có cái là mình sẽ phải xem mọi người thế nào. Đấy, chứ còn mình thì lúc nào cũng thế, mọi người trong nội bộ thì biết. Nhưng bởi vì mình nói mọi người càng ngày càng không tin thì mình phải kiềm chế lại thôi. Còn hôm nay mọi thứ nó rất là rõ ràng, mình nói thật với các bạn như vậy. Mình có quyền nói đấy là còn thể hiện không chỉ ông Quảng hay BKV, đây là người Việt Nam. Hôm nay có các báo cũng đang xem. Nhưng anh là một người dẫn đầu của doanh nghiệp. Anh cần phải có những cái năng lượng.